Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Thưa cộng đoàn phụng vụ, tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn trải dài trong suốt dòng lịch sử nhân loại. Thiên Chúa đã ban chính Con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại. Và khi Chúa Giêsu đã đến trần gian, Ngài thi thố quyền năng và tình thương của Thiên Chúa khi chữa lành những bệnh tật của con người, xua trừ ma quỷ và giúp cho con người trả lại cho con người hình ảnh là con cái Thiên Chúa và phục hồi cái phẩm giá là con cái đó cho con người. Chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn ý thức mình là con cái Chúa và đón nhận được tình thương của Chúa trong suốt cái hành trình đời sống của mình để dâng lời tạ ơn Chúa và sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Và trong thánh lễ này xin cộng đoàn cùng với những người xin dâng lễ để tạ ơn Chúa và cầu cho linh hồn Vicente và Anton nhân lễ dỗ. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên.
Thiên Chúa là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con đứng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, xin đáp lời con cái nài van mà soi sáng cho biết những gì là chính đáng và giúp chúng con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Ngài hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Sau khi con người ăn trái cây biết lành biết dữ, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: Ngươi ở đâu? Con người thưa: Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa: Người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: Ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa: Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Đó là lời Chúa. Chúa luôn luôn từ ai một niềm ơn cu chuộc nơi người chan chưa. Chúa luôn luôn từ ai một niềm ơn cu chuộc nơi người chan chưa. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài: Lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Giam xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Chúa luôn luôn từ ai một niềm ơn cứu chuộc nơi người chan chưa. Ôi
tôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Chúa luôn luôn từ ai một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chăn chưa. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người, hồn tôi trông chờ Chúa, hơn linh căn mong đợi hừng đông. Chúa luôn luôn từ ai một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chăn chưa. Hơn linh căn mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hơi, bởi Chúa luôn từ ai một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chưa. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiến muôn vàn. Chúa luôn luôn từ ai một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chưa. Bài chiết thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, có được cùng một lòng tin như đã chép, tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh Người. Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Quả thật, chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng nên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy liền đi bắt Người vì họ nói rằng Người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Beelzebul ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.
Đức Giê-xu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Sa-tan làm sao trừ Sa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Sa-tan mà chống Sa-tan, Sa-tan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói, ông ấy bị thần ô uế ám. Mẹ và anh em Đức Giê-xu đến, đứng ở ngoài, cho gọi người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh chị em của người đang ở ngoài kia tìm thầy. Nhưng người đáp lại, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, sau những ngày tháng sống ẩn dật tại làng Nazareth, thì Chúa Giê-xu bắt đầu sứ vụ hoạt động công khai của người. Người rao giảng tin mừng và chữa lành các bệnh nhân, cũng như là xua trừ ma quỷ khỏi dân chúng. Hoạt động chữa lành qua việc trừ quỷ của Chúa Giê-xu có thể nói chiếm một cái vị trí quan trọng trong sứ vụ cứu thế của Chúa Giê-xu. Khi tuyển chọn các môn đệ thì người cũng ban cho các môn đệ cái quyền năng để có thể chữa lành bệnh nhân và xua trừ ma quỷ, để các ông có thể tiếp nối cái sứ mạng của Chúa ở trên trần gian này. Như thế rõ ràng sứ mạng của Chúa Giê-xu khi đến trần gian là để cho con người được sống và sống dồi dào. Chúa Giê-xu đi tới đâu là ma quỷ bị xua trừ, như là ánh sáng đến đâu thì bóng tối lập tức bị đẩy lui tới đó. Chúa Giê-xu rao giảng tin mừng, người chữa lành bệnh nhân và tha thứ tất cả những người mắc tội lỗi. Những điều đó khiến cho ma quỷ khiếp sợ và chúng tháo lui. Khi mà chứng kiến việc Chúa Giê-xu trừ quỷ như vậy thì đám đông dân chúng tỏ ra ngạc nhiên, còn những kinh sư thì lại cho rằng chính Chúa Giê-xu đã bị quỷ ám, còn một số khác thì lại cho rằng người dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Trước sự cứng lòng của những người này thì Chúa Giê-xu đã giải thích cho họ về nguyên tắc của sự hợp nhất. Quả vậy, nếu quỷ mà chống lại quỷ thì nước nó tồn tại làm sao được? Và nếu những kinh sư này vẫn cứng lòng như vậy thì họ mắc thêm tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Tôi bảo thật anh em, mọi tội của con cái loài người, kể cả tội phạm thượng và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa thì vẫn sẽ được tha. Nhưng mà ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha. Như thế Chúa Giê-xu đã khẳng định tội nào khi mà con người mắc cũng có thể được tha thứ nếu người ta còn tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy nếu nhờ Thánh Thần của Thiên Chúa mà ta nhận biết người là cha nhân lành để chạy đến và xin Chúa thứ tha cho những lỗi phạm vì những yếu đuối, vì những lầm lạc, thì cái điều kiện để được tha thứ là phải nhìn nhận những tội lỗi mà mình đã mắc phạm và tin tưởng nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Tin tưởng như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Và khi tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa thì chính Đấng đã làm cho Chúa Giê-xu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng ta được trỗi dậy cùng với Chúa Giê-xu và đặt chúng ta ngự bên hữu của người, như là lời của Thánh Phao-lô nói trong thư gửi cho tín hữu Cô-rinh-tô mà chúng ta nghe ở trong bài đọc 2. Ngược lại, nếu chối từ Thiên Chúa, thất vọng hoàn toàn về tình thương tha thứ của Thiên Chúa, cũng như không còn tin và yêu mến vào Thiên Chúa nữa, là xúc phạm nặng nề đến chính Chúa Thánh Thần, là Đấng đã giúp ta nhận biết Thiên Chúa là cha nhân lành và hằng luôn tha thứ tất cả những lỗi phạm của chúng ta, nhận biết cái công trình cứu chuộc vô giá mà Chúa Giê-xu đã thi hành Chúa Cha, thi hành lệnh của Chúa Cha khi đến trần gian này để thực hiện, cũng như nhìn nhận những tội lỗi mà mình đã xúc phạm
để xin Chúa thứ tha. Chúa Thánh Thần cũng là đấng đã đốt lên cái ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa ở trong lòng chúng ta. Do đó, xúc phạm đến Chúa Thánh Thần là chối bỏ mọi công việc mà Chúa Giêsu đã làm trong linh hồn của mỗi con người và trong giáo hội của Chúa. Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23 nói rằng cái tội lớn nhất ở thời đại con người là đánh mất cái ý thức về tội. Khi mà con người mất cái cảm thức về sự thật đến nỗi cho điều thật là sai và cho điều sai là điều thật. Hay như một số người Do Thái coi Chúa Giêsu dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ cùng phe với ma quỷ, thì làm sao mà họ có thể tin vào Chúa Giêsu để có thể hưởng được ơn cứu độ. Tương tự như vậy, một khi con người mất hết cái ý thức về tội lỗi, chẳng còn cho cái gì là tội nữa, thì họ đâu cần đến được cái ơn tha thứ của Thiên Chúa. Vì thế khi con người từ chối, không nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để nhận ra sự thật, thì con người sẽ không có hy vọng để lãnh nhận được ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Nói cách khác, họ không đón nhận được ơn cứu độ không phải do lòng thương xót của Thiên Chúa đã khép lại, mà do chính họ đã từ chối ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chân thưa cộng đoàn, Chúa Thánh Thần là đấng soi sáng, Ngài hướng dẫn con người nhận biết sự thật về Chúa Giêsu và về bản thân của mình. Nhờ đó con người có thể nhận lãnh ơn cứu độ và đón nhận được ơn tha thứ của Ngài. Khi không nhạy bén với sự soi sáng, với sự hướng dẫn ấy, là con người khép lòng lại, là từ chối sự tha thứ của Thiên Chúa, là liều mình sống trong tình trạng tội lỗi. Và một cái lương tâm phóng túng thì sẽ luôn luôn phán đoán lệch lạc, coi tội là điều gì đó bình thường hay là tội nặng thì lại hóa thành tội nhẹ. Một cái lương tâm chai lì khi quá quen phạm tội nên không nhận thức được tội của mình nữa, hoặc coi thường tội dù là tội nặng, thì thật là đáng buồn. Nhưng nếu ta tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ đón nhận được sự tha thứ và được trở nên nghĩa thiết với Chúa. Và một khi đã trở nên bạn hữu, anh chị em của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được chia sẻ sức sống thần linh của Người và sẽ đón nhận được ơn thánh hóa nhờ kết hiệp mật thiết với Người. Cho nên thưa cộng đoàn, trong tháng 6 này, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta tôn vinh tình thương cao cả của Thiên Chúa được thể hiện qua trái tim của Chúa Giêsu bị đâm thâu. Tình yêu đền đáp tình yêu, và Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài mong muốn họ đền đáp tình yêu thương đó bằng cuộc sống thánh thiện trước mặt Chúa cũng như trước mặt anh chị em của mình. Mời cộng đoàn chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng thân vào Phật gia vì chúng ta. Quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống,
Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán xây, tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hầu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho chúng con được thêm lòng mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tông Giám Mục Giuse giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Vicente và Anton mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa,
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin thần Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng thể rước Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thần, thì con xin ấm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dùng ơn thiêng của bí tích này để chữa lành và bổ dưỡng chúng con, cho chúng con thoát khỏi mọi khuynh hướng xấu và bước đi vững vàng trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen.